Đẹp thế nhỉ. Xin chào mọi người. Hôm nay em Thủy lại quay cho mọi người cây hoa giấy ngũ sắc. Hoa giấy ngũ sắc Thái Lan nhé. Hoa giấy ngũ sắc, hoa giấy 5 màu, hàng ghép Thái made in Việt Nam. Trên cây này, mọi người nhìn trên cây này, cái cây tán cây này là 5 màu hoa, là màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng đậm, hồng sakura. Như cây là đủ 5 màu luôn, ngũ sắc Thái Lan. Cây cực kỳ đẹp, tán của nó khoảng rơi vào khoảng 1m8. Tán cây là 1m8 đến 2m ạ. Cây đẹp đẳng cấp luôn. Bác nào mà đang chuẩn bị về nhà mới mà mình cần một vài cây mà trưng mà dễ trồng, dễ chăm sóc, mà các bác mà quá thời gian bận ý, mình không có kỹ thuật chăm sóc cầu kỳ, không có gì đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật gì, thì cái cây hoa giấy ngũ sắc này là làm sự lựa chọn cực kỳ số 1 luôn. Nó là sự lựa chọn số 1 luôn, bởi vì nó không tốn kỹ thuật, các bác chỉ về việc tưới nước thôi. Trồng cái cây hoa giấy ngũ sắc này, các bác về các bác chỉ được tưới nước thôi, không kỹ thuật cầu kỳ, không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Để các bác tưới nước là nó sẽ lên cây đẹp, là nó sẽ được một cây đẹp. Không sâu bệnh, không phải phân thuốc và không phải các thứ phân thóng thì nhiều. Thì chỉ có thằng hoa giấy này này, hoa giấy ta thì nó sẽ khó ra hoa, còn hoa giấy ngũ sắc này các bác chỉ được tưới nước là nó ra hoa thôi. Đây, cây rất là đẹp này. Cây rất là đẹp luôn. Tán này. Cây đẹp chưa? Ngũ sắc Thái Lan, hoa cực kỳ đẹp luôn. Cái cây này là cây đủ 5 màu nhá. Còn bác nào mà thích tông màu hồng, dành là cây tiếp theo là dành cho bác nào thích tông màu hồng, tông màu hồng nhiều ấy, thì các bác trồng cây này. Cây này là cây màu hồng, hồng Thái và hồng sakura. Cái cây này là cây màu hồng Thái và hồng sakura là chủ đạo nhá. Bên trên đỉnh của nó có một ít màu vàng cam. Trên đỉnh của nó là màu cam. Còn màu chủ đạo của nó sẽ là màu hồng thái đậm và màu hồng sakura. Hồng thái đậm và hồng sakura, cái này cực kỳ đẹp luôn. Hồng thái đậm và hồng sakura. Cây làm cọc chống rất là đảm bảo rồi. Các bác mua hai cái này trưng hai bên trước cửa nhà. Đẹp xuất sắc luôn. Vanh gốc con này khoảng 14-15. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 1 mét này, mét 2 này, mét 4 này, mét 6 này, mét 8, 2 mét, thoát thân con này thoát thân ở tầm mét 8 đến 2 mét luôn. Hai cái này đẹp nhá, hai cái này đẹp, các bác mua hai cái này trưng hai bên trước cửa nhà cho em này. Ôi trời ơi, ra mà xem cái nào mà chả đẹp. Đây, các bác trưng hai bên trước cửa nhà giúp em nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Cái nào cũng đẹp. Hai cái tiếp theo này, hai cái tiếp theo này là dành cho bác nào thích tông màu cam nhá. Cái tiếp theo này là dành cho các bác nào thích tông màu cam, thích cam đỏ, thích tông màu cam và tông màu vàng, thì các bác có thể chốt đơn cái này. Cái này màu sắc của cái này có 3 màu. Màu sắc chủ đạo của nó sẽ là màu vàng, màu cam và màu đỏ. Vàng và cam đỏ, tông màu ấm đấy. Thì các bác có thể chốt cái này cho em. Đấy, cây này là tông màu cam. Cây trong này cũng là dành tông màu cam này. Có hai cây tông màu cam. Đấy, cây phía trong này cũng tông màu cam. Nói chung là tùy sở thích của khách nữa. Khách nào mà thích mấy cây đủ 5 màu thì chọn cây 5 màu nhá. Còn khách nào mà thích tông màu cam nhiều, cam nhiều thì chọn hai cái này có đủ một cặp luôn. Tông màu cam là đủ một cặp luôn. Đấy, cây này là tông màu cam.